dù họ không chơi được thì mình chỉ muốn đùa rằng là công ty mình nhiều tiền hơn công ty họ, và mua VPN sẽ chắc chắn sẽ đắt hơn công ty của họ. Mình muốn chứng minh thực lực của mình ở những lớp trường khác cũng có môi trường và giải đấu rất là tốt, nhưng Select và EPL là mình khá là hứng thú. Nhưng bây giờ mình muốn